Xin chào các bạn. Trong quá trình sinh tụ và phát triển trên vùng đất đại ngàn Tây Nguyên, thì người Cơ Ho, người Ê Đê và các đồng bào khác đã góp phần làm nên lịch sử và nền văn hóa rực rỡ cho vùng đất này. Đối với đồng bào Ê Đê ở đại ngàn Tây Nguyên, thì bản sắc văn hóa của họ đã được phản ánh qua các sử thi và trong nghệ thuật kiến trúc, cũng như nghệ thuật tạo hình dân gian. Vậy còn đồng bào Cơ Ho thì sao? Liệu bản sắc văn hóa của họ có phản ánh qua các sử thi hay là nghệ thuật giống với đồng bào Ê Đê hay không? Cùng với đó là nguồn gốc của họ từ đâu mà tới mảnh đất này? Nếu các bạn cũng đang có những thắc mắc này thì hãy cùng 5 phút thôi tìm hiểu trong video này nha. Lưu ý rằng, ngôn từ 5 phút thôi sử dụng trong video này không nhằm mục đích kỳ thị hay phân biệt đối xử, mà để cho các bạn dễ hình dung hơn cũng như đúng với tên gọi trong danh mục các thành phần dân tộc Việt Nam. Một số địa danh và tên riêng theo tiếng bản địa trong video này, 5 phút thôi có thể phát âm chưa chuẩn thì mong các bạn bỏ qua và để lại góp ý bên dưới phần bình luận này nha. Đặc điểm ngôn ngữ và nguồn gốc của đồng bào Cơ Ho. Người Cơ Ho có nhiều tên gọi và cách viết khác nhau như là Cơ Ho hoặc Ca Ho. Dưới thời chính quyền Việt Nam Cộng Hòa thì họ gọi chung những người dân tộc ở Tây Nguyên bao gồm cả người Cơ Ho là đồng bào sắc tộc hay người Thượng. Thượng ở đây có nghĩa là trên, người Thượng nghĩa là người ở miền cao hay miền núi. Tuy nhiên, Cơ Ho là tên gọi và cách viết chính thức của nhà nước Việt Nam hiện nay đối với dân tộc này, và đồng bào Cơ Ho là một trong 54 dân tộc đang sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Về ngôn ngữ thì hiện nay, để hội nhập và phát triển, đồng bào Cơ Ho đã học và nói tiếng Việt cùng các ngoại ngữ khác như tiếng Anh. Khi về buôn làng thì họ sử dụng tiếng Việt và tiếng Cơ Ho trong giao tiếp hàng ngày. Tiếng Cơ Ho thuộc ngữ Chibana, thuộc ngữ tộc Môn Khmer, là một nhánh của ngữ hệ Nam Á. Hiện nay trên đất nước ta có 21 dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Môn Khmer và các đồng bào sử dụng ngữ tộc này cư trú ở cả ba miền trên đất nước ta. Theo nhiều ý kiến thì các dân tộc sử dụng nhóm ngôn ngữ Môn Khmer là cư dân bản địa Đông Nam Á và có lịch sử lâu đời ở Việt Nam, nhưng hiện chưa có công trình nào nghiên cứu một cách chi tiết về họ cũng như nhân chủng của đồng bào Cơ Ho. Do những dữ liệu còn khá mơ hồ nên 5 phút thôi sẽ không nói về lịch sử hay quá trình thiên di của đồng bào, mà phần này chúng mình sẽ lấy ý kiến theo quan điểm của đa số các nhà nghiên cứu. Từ những ý kiến này, nhiều khả năng đồng bào Cơ Ho đã có mặt từ rất sớm tại vùng đất Tây Nguyên, mà cụ thể ở khu vực sông Đồng Nai của Việt Nam. Họ cũng có thể có đóng góp vào sự hình thành của văn hóa Sa Huỳnh, sau này là Vương quốc Champa và văn hóa Ốc Eo với đỉnh cao Vương quốc Phù Nam trên dải đất duyên hải Nam Trung Bộ và Nam Bộ Việt Nam. Đồng bào Cơ Ho cùng các đồng bào dân tộc khác ở khu vực Tây Nguyên cũng là những minh chứng cho một thời kỳ đầy biến động của Đàng Trong, thời kỳ Chúa Nguyễn, sau này đến nhà Tây Sơn và nhà Nguyễn, triều đại phong kiến cuối cùng trong lịch sử Việt Nam. Từ đây có thể nói, họ là một trong số những dân tộc bản địa ở Việt Nam, bán đảo Đông Dương và Đông Nam Á. Theo Tổng điều tra dân số năm 2019, thì dân số của đồng bào Cơ Ho là 200.800 người. Họ tập trung đông nhất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng với 175.531 người, chiếm 13,53% dân số tỉnh và 87,42% toàn bộ người Cơ Ho ở Việt Nam. Ngoài ra thì họ còn cư trú rải rác ở các tỉnh duyên hải miền Trung và Nam Bộ như các tỉnh Bình Thuận, tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Đồng Nai và một số ít được ghi nhận có cư trú thường xuyên tại thành phố Hồ Chí Minh. Dù có dân số ít, nhưng do cư trú không mấy tập trung nên người Cơ Ho cũng phân nhánh thành nhiều nhóm nhỏ giống với người Ê Đê, dựa trên địa bàn, ngôn ngữ và tập quán sinh hoạt. Trong đó, nhóm Cơ Ho Sơ Rê là nhóm đông nhất. Sơ Rê có nghĩa là ruộng nước. Người Cơ Ho Sơ Rê sống chủ yếu bằng nghề canh tác lúa nước tại những thung lũng của cao nguyên Di Linh. Nhóm Cơ Ho Lạt thì cư trú tập trung quanh một số thung lũng của thành phố Đà Lạt. Do có điều kiện giao lưu và tiếp xúc với người Kinh, người Ê Đê và nhiều nhóm dân tộc khác qua nhiều thế hệ, nên đời sống kinh tế của nhóm Cơ Ho Lạt có những tiến bộ đáng kể so với nhiều nhóm đồng bào Cơ Ho khác. Với nhóm Cơ Ho Chin thì trước đây họ cư trú rải rác trên vùng núi cao thuộc thượng nguồn sông Krông Nô, tức là phía bắc và tây bắc của cao nguyên Lang Biang. Nhưng do tình trạng du canh du cư nên sau này họ dịch chuyển về phía nam và kề cận với địa bàn cư trú của nhóm đồng bào dân tộc Cơ Ho Lạt, đồng bào Churu và đồng bào Raglai. Hiện nay là các vùng ven thành phố Đà Lạt và các huyện phụ cận như huyện Đức Trọng, huyện Lâm Hà, huyện Lạc Dương, huyện Đơn Dương. Tiếp đến là nhóm Cơ Ho Nộp. Họ cư trú ở phía nam huyện Di Linh, khu vực ven quốc lộ 28 đi Phan Thiết và sống đan xen với một bộ phận đồng bào người Chăm nên một số phong tục có sự tiếp biến. Họ có ăn trầu, trồng trầu và trồng cau ở xung quanh nơi ở. Nhóm Cơ Ho Giòn hay Cơ Ho Ca Giòn, họ cũng cư trú ở phía đông và phía nam của huyện Di Linh, kế cận với địa bàn cư trú của người Cơ Ho Nộp, nhưng tập trung đông nhất là tại xã Đình Trang Hòa.
Còn nhóm Cơ Ho Terim thì lại cư trú rải rác nhưng tập trung chủ yếu ở tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương thuộc tỉnh Khánh Hòa. Ngoài ra còn có người Mạ tại khu vực Đồng Nai Thượng. Họ có văn hóa và ngôn ngữ tương tự với người Cơ Ho, nhưng do có ý thức dân tộc riêng nên người Mạ được công nhận là một trong 54 dân tộc cùng sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Đời sống kinh tế của đồng bào Cơ Ho. Ngoài đặc điểm chung về ngôn ngữ thì phần lớn đồng bào thuộc nhóm ngữ tộc Môn Khmer còn sinh sống dựa vào sản xuất nương rẫy kết hợp với ruộng nước. Họ sử dụng hình thức chọc lỗ tra hạt và cào cỏ để canh tác trên nương dốc và dùng gùi để vận chuyển. Họ giỏi đan lát, ở nhà sàn và uống rượu cần trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Và đồng bào Cơ Ho cũng vậy. Kinh tế sản xuất nông nghiệp là mũi nhọn của đồng bào, nhưng dựa vào thổ nhưỡng và khí hậu ở mỗi nơi thì mỗi nhóm sẽ có những phương thức canh tác khác nhau. Như đồng bào Cơ Ho Sere thường trồng lúa nước trong các thung lũng hẹp, các nhóm khác thì làm nương rẫy. Trước đây, các nhóm đồng bào dân tộc Cơ Ho làm rẫy thường sống du canh, du cư, để lại nhiều hệ lụy và sự bạc màu của nương rẫy và độ bào mòn phí nhiêu của đất. Tuy nhiên thì hiện nay, lối canh tác này đã dần mất đi. Đồng bào Cơ Ho hiện đã sống định cư tại một số nơi cố định và quy tụ thành từng nhóm dân cư với tiêu chí an cư lạc nghiệp. Ngoài trồng lúa, ngô, sắn thì đồng bào Cơ Ho còn trồng sen trong nương rẫy của mình bầu, bí, đậu và các loại cây ăn trái, vừa giúp đa dạng nguồn thực phẩm, vừa tạo nên nguồn thu nhập cải thiện cuộc sống. Hiện nay, cà phê và những cây công nghiệp khác cũng là một trong những cây trồng chính và là nguồn thu nhập chính của phần lớn đồng bào Cơ Ho ở Lâm Đồng. Chăn nuôi gia súc cũng là một mặt trong đời sống kinh tế của đồng bào Cơ Ho. Trâu là gia súc đầu bảng trước đây, sau này trâu không chỉ để dùng trong những lễ hiến sinh mà còn là sức kéo và vật định giá trong buôn bán. Trong khi bò được nuôi chỉ nhằm cung cấp thịt cho những bữa ăn và tiệc tùng thường nhật. Tất cả đều được nuôi thả tự do trong một thời gian dài. Mãi sau này do nhu cầu bảo vệ và sử dụng phân bón thì người Cơ Ho mới xây cất chuồng trại. Ngoài nông nghiệp trồng lúa nước và nương rẫy thì trước đây đồng bào Cơ Ho cũng giống với các dân tộc khác khi họ có kinh tế săn bắt và hái lượm những củ cải từ rừng. Đó là nguồn thực phẩm hỗ trợ đắc lực cho nền kinh tế nông nghiệp. Nhưng hiện nay, hình thức săn bắt đã không còn do diện tích rừng cũng như tập quán cư trú của họ đã có sự thay đổi. Thay vào đó, những cộng đồng còn sống ở khu vực gần rừng thì họ chỉ duy trì việc đi rừng để hái lượm các sản vật như các cây thuốc hay nấm. Ngoài ra, người Cơ Ho còn có các nghề thủ công như đan lát, rèn, cốm, dệt, vân vân. Mục đích ban đầu là để tự cung cấp các công cụ phục vụ lao động sản xuất. Còn hiện nay, những nghề thủ công này như một nét văn hóa đặc trưng của đồng bào. Trong đó, nghề đan lát các sản phẩm như gùi, đó, nơm, chụp, vân vân với các hoa văn họa tiết đặc biệt lại trở thành biểu tượng của đồng bào Cơ Ho. Công việc đan lát thường được thực hiện vào những thời điểm nông nhàn. Hàng năm, cứ vào khoảng tháng 6, tháng 7 dương lịch, sau khi công việc gieo trồng ngoài nương rẫy đã xong, thì bà con dân tộc Cơ Ho lại bắt đầu bước vào mùa đan lát. Nguyên liệu thường được khai thác trực tiếp từ thiên nhiên ở các đồi núi xung quanh địa bàn cư trú như là lồ ô, nứa, dây mây, cây sim rừng, cói, vân vân. Tất cả các loại cây nguyên liệu trên thường được khai thác vào những ngày không có trăng, tức là cuối tháng. Bởi theo kinh nghiệm dân gian của đồng bào, nếu khai thác vào những ngày này thì cây sẽ không bị mối mọt. Còn riêng các loại cây để tạo màu như cây pết, cây tì thì chọn loại cây già, nhiều nhựa để cho màu chuẩn khi nhuộm. Trong quy trình sản xuất thì sản phẩm của họ phổ biến được đan theo kiểu cài lồng mốt và cài lồng đôi như các loại gùi, nia, chiếu. Ngoài ra còn sử dụng kỹ thuật kết nan khi làm một số sản phẩm khác như đó, nơm, chụp mối, vân vân. Để định hình và tạo dáng cho một số sản phẩm thì họ có sử dụng khung đan để uốn nan theo ý định. Hoa văn trang trí trên các sản phẩm đan lát của người Cơ Ho ở Lâm Đồng là các loại hoa văn hình học và thường được bố trí ở phần thân gùi, phần miệng hoặc chạy đường viền. Đặc biệt, có hai loại hoa văn thường được người Cơ Ho hay dùng để trang trí chủ yếu trên gùi là hoa văn xiên hình chữ V và hoa văn hình thoi. Nhưng theo trí tưởng tượng tạo hình đơn giản của họ thì đó là dạng gấp khúc cùi trỏ và hình quả chám. Trên chiếu và xốp thường phổ biến loại hoa văn hình bóng chân chó, hình vỏ rùa, vân vân. Màu sắc sử dụng để trang trí hoa văn chủ yếu trên các sản phẩm là màu đỏ và màu đen. Người Cơ Ho cũng thường dùng màu để nhuộm nan, nhuộm sợi để đan hoa văn, nhưng chủ yếu là dùng cho chiếu và xốp. Riêng đối với gùi thì họ ít khi sử dụng nan nhuộm màu để đan gùi hoa, mà họ lợi dụng chính bản chất của nguyên liệu để tạo màu, làm nổi bật các đường nét hoa văn. Nghề đan lát là một trong những nghề thủ công truyền thống của đồng bào dân tộc Cơ Ho ở Lâm Đồng, nhưng hiện nay đang dần bị mai một. Những kỹ thuật tinh xảo như đan gùi hoa, chiếu xốp đang có nguy cơ bị thất truyền.
hiện nay hầu như chỉ có những người già còn biết đan gùi hoa. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do thiếu nguyên liệu. Nguyên nhân khác cũng không kém phần quan trọng, đó là sự xuất hiện của những đồ dùng bằng nhựa với giá rẻ và tiện dụng. Ngoài nghề đan lát thì một số nhóm đồng bào dân tộc Cơ Ho còn có nghề dệt vải. Một vài nhóm khác có nghề làm gốm rất nguyên thủy, không bàn xoay, không nung trong lò. Đó là những tài liệu vô cùng quý giá cho các nhà nghiên cứu tham chiếu. Về công cụ sản xuất thì cũng giống như đa số đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Công cụ sản xuất truyền thống của đồng bào dân tộc Cơ Ho rất thô sơ, bao gồm rìu và chà gạc để chặt cây. Những người canh tác ruộng nước hay nương rẫy thì thường có thêm bộ công cụ là cuốc, cày, bừa và cào. Còn hiện nay, đồng bào đã biết sử dụng các loại máy móc để phục vụ sản xuất, cũng chính vì thế mà năng suất đã được cải thiện và đời sống cũng đỡ vất vả hơn. Đời sống văn hóa của đồng bào Cơ Ho. Tổ chức xã hội. Đơn vị tổ chức xã hội thường thấy của đồng bào Cơ Ho là bon. Đó là đơn vị tương đương với một làng, một bản hay một buôn của người Kinh và các đồng bào dân tộc thiểu số khác. Nó vừa đảm bảo trách nhiệm là một đơn vị tổ chức xã hội, vừa đảm trách là đơn vị kinh tế tự cung tự cấp của dân tộc này. Bon chính là một làng truyền thống theo kiểu công xã nông thôn, mang đậm dấu ấn của thị tộc mẫu hệ, dựa trên cơ sở cư trú của những căn nhà dài, kề cận nhau theo nhóm dòng họ. Đứng đầu bon là già làng. Già làng cũng giống như các thành viên khác trong làng về quyền lợi kinh tế, nhưng về tinh thần thì họ có uy tín gần như tuyệt đối. Già làng là hiện thân của truyền thống, là yếu tố gắn kết cộng đồng trong xã hội cổ truyền của người Cơ Ho. Già làng, chủ rừng, thầy cúng và các gia trưởng hợp thành tầng lớp trên của xã hội Cơ Ho truyền thống. Ở những vùng tập trung thì giữa các bon có sự liên minh với nhau trên cơ sở tự nguyện để tạo nên một tổ chức xã hội lớn hơn, đó là Mơ Đờ Rông. Các đơn vị nhỏ cấu thành lên bon là các gia đình. Trong xã hội truyền thống của đồng bào Cơ Ho đã từng tồn tại hai hình thức gia đình theo chế độ mẫu hệ là gia đình lớn và gia đình nhỏ. Người phụ nữ đứng vai trò chủ động trong hôn nhân, chồng ở nhà vợ, con cái lấy họ mẹ, con gái là người thừa kế. Người Cơ Ho cấm tuyệt đối hôn nhân cùng huyết thống, cùng dòng họ, thậm chí là cùng địa phương. Con chú, con bác, con dì không được lấy nhau, nhưng con cô, con cậu lại được kết hôn theo luật tục. Sau khi vợ qua đời, người chồng có thể kết hôn với em gái của vợ và ngược lại, người vợ quá có thể kết hôn với em trai của chồng nếu đôi bên ưng thuận. Hôn nhân của người Cơ Ho dựa trên cơ sở ưng thuận giữa hai bên trai gái, cha mẹ không quyết định. Theo xu thế phát triển, quá trình giải thể của các gia đình lớn chuyển sang gia đình nhỏ đang dần diễn ra mạnh mẽ, đặc biệt là ở những vùng kinh tế phát triển hơn hoặc ở gần đường giao thông lớn, các thị trấn hay đô thị. Ngôi nhà của người Cơ Ho. Trước đây, để tránh thú dữ thì nhà sàn của đồng bào Cơ Ho thường cao. Nhưng ngày nay, những mô hình nhà sàn cao đã có nhiều chuyển biến sang nhà sàn thấp, đến nhà trệt và mái nhà làm bằng tôn rất phổ biến trong buôn làng người Cơ Ho. Trước đây, nhà sàn truyền thống cổ xưa nhất của người Cơ Ho cũng giống như những nhà sàn của người Mạ. Nó được làm từ các loại vật liệu như gỗ, tre, nứa, lá. Cột và thanh gác sàn được làm bằng gỗ tròn, vách và cửa làm bằng phên. Sàn nhà thì gác một lớp cây lồ ô nguyên khúc, bên trên trải lồ ô đập dập, mái nhà lợp bằng lá mây hoặc cỏ tranh kết tấm. Đến giai đoạn cận đại thì người Cơ Ho chuyển từ nhà sàn phên tre sang kiểu nhà sàn ván. Nhà sàn của người Cơ Ho ở giai đoạn này vẫn sử dụng chủ yếu các loại vật liệu bằng gỗ tròn để làm cột, lan can, cầu thang. Ván vách được làm bằng gỗ sẻ, chưa có sự báo chuốt, mái vẫn lợp bằng lá mây kết tấm. Còn kiểu nhà sàn hiện nay của người Cơ Ho thì cột chủ yếu được làm bằng gỗ sẻ, cột vuông, vì kèo, lan can và cầu thang cũng được làm bằng gỗ sẻ và có góc cạnh. Ván thưng buồng đã được bào chuốt và đặc biệt là mái nhà đã được lợp tôn thay cho lá mây hoặc cỏ tranh. Bước vào nhà của người Cơ Ho, chúng ta sẽ thấy sát bên vách phải nhà là buồng của bố mẹ, bên trái là buồng của con gái. Do người Cơ Ho theo mẫu hệ nên chỉ có con gái mới ở với bố mẹ. Sau khi trưởng thành thì người con gái sẽ chọn một chàng trai ưng ý và tổ chức bắt chồng. Họ mang lễ vật sang nhà trai làm đám cưới và đưa chàng trai về nhà ở hẳn với bố mẹ mình. Buồng của con gái cũng được trang trí tương tự như buồng của bố mẹ, nhưng còn có thêm một vài vật dụng như chiếc gùi hoa và gùi có nắp để đựng các đồ dùng riêng tư của cô gái. Phần không gian ở giữa nhà là nơi bài trí chính của người Cơ Ho. Đây cũng có thể gọi là không gian thiêng. Chính giữa nhà, sát vách trong là bàn thờ để cúng giàng. Sát vách dưới bàn thờ là một dàn chóe tròn và cổng chiêng.
bên dưới sàn để một hàng tre lớn. Cây nêu rượu cần được đặt ở giữa nhà, cạnh bếp tiếp khách, được làm và trang trí rất công phu. Bếp khách thường được đặt ở bên trái cửa vào, gần với cây nêu rượu cần. Nó được dùng để sưởi ấm cho khách và cả nhà. Bếp khách cũng là một không gian để tiếp khách, nơi sinh hoạt hội tụ của những người trong gia đình sau một ngày lao động mệt nhọc. Bếp nấu ăn thì thường được bố trí lùi sâu vào phía trong bên phải hoặc bên trái nhà. Bên trên có gian bếp bằng tre để hong thịt, thức ăn, hạt giống và các vật dụng cần hun khói như gùi, rổ, giá, vân vân. Khi còn sinh hoạt chung trong nhà thì người cơ ho đặt cả bếp khách lẫn bếp nấu chung trong nhà ở. Nhưng khi chuyển sang nhà sàn ván với từng gia đình riêng lẻ thì bếp nấu đã được chuyển ra nhà bếp ở bên hông nhà lớn. Hiện nay, trong các buôn làng của đồng bào dân tộc bản địa ở Lâm Đồng nói chung và người cơ ho nói riêng thì những ngôi nhà sàn truyền thống không còn nhiều. Đặc biệt là cách bài trí bên trong cũng đã thay đổi cùng với những vật dụng mới do ảnh hưởng của sự giao lưu văn hóa và sự du nhập của các tôn giáo. Trang phục của người cơ ho. Cũng giống như nhiều dân tộc khác ở Tây Nguyên, người cơ ho có truyền thống tự dệt vải và may các bộ trang phục cho dân tộc mình. Những bộ trang phục của người cơ ho không chỉ mang vẻ độc đáo mà còn thể hiện nét văn hóa và bản sắc riêng. Người cơ ho ăn mặc rất đơn giản, đàn ông đóng khố còn phụ nữ mặc váy. Nam giới đồng bào dân tộc cơ ho vốn có thân hình vạm vỡ chắc khỏe nên đàn ông thường ở trần, đóng một chiếc khố khá rộng, dài từ 1,5 đến 2 mét, có hình hoa văn theo dải dọc. Hiện nay, kỹ thuật dệt vải đã phát triển hơn trước, nhưng các dải màu sắc hoa văn vẫn được làm theo phong tục ngày xưa. Đó là các hình dọc và ngang, với các sợi tua được trang trí ở hai đầu khố. Khi mặc khố thì không được ngắn quá, mà phải qua đầu gối. Áo nam giới cơ ho được dệt khá đơn giản. Đó là kiểu áo chui đầu, cổ tròn, không có tay áo và nền hoa văn trang trí màu xanh đen. Áo của nam trước đây được cài buộc bằng dây vải, còn ngày nay cài bằng nút, khuy áo bọc vải. Các họa tiết trang trí áo của nam tập trung nhiều ở chân áo, với các họa tiết hình bông hoa và mắt chim. Chiếc khố khi mặc cùng với áo luôn tạo cho thân hình nam giới một vẻ đẹp khỏe khoắn và mạnh mẽ. Theo tập tục truyền thống, các cô gái cơ ho khi lớn lên đều được người mẹ bày cho cách dệt vải, để không chỉ dệt cho mình những bộ váy đẹp mà còn may trang phục cho cả gia đình và đem sản phẩm dệt của mình làm đồ sính lễ sang nhà trai. Những bộ váy đẹp nhất đều được dành cho những ngày lễ hội, cưới xin khi dân làng tụ họp vui vẻ trong tiếng cồng chiêng. Cô gái nào có một bộ váy đẹp cũng chính là người chăm chỉ giỏi giang, được nhiều chàng trai để mắt tới và càng có điều kiện lựa chọn để bắt chồng. Phụ nữ cơ ho ưa chuộng các bộ váy bằng vải dệt thổ cầm nên trang phục của phụ nữ cơ ho trông rất đẹp mắt. Khi trời lạnh thì họ thường khoác lên mình một tấm vải quấn quanh vai và người. Sau này, phụ nữ thường mặc những chiếc áo bó chẽn phù hợp với chiếc váy truyền thống. Thông qua những hoa văn sinh động, người phụ nữ cơ ho đã gửi gắm tâm hồn cũng như sự cảm nhận thế giới tự nhiên vào những tấm vải dệt và họa tiết của những bộ trang phục. Trên các bộ áo váy thổ cầm của phụ nữ cơ ho, chủ yếu là các hình loài thú, các vận dụng gần gũi trong đời sống sinh hoạt. Mỗi hình đều mang ý nghĩa riêng. Những sản phẩm dệt của người cơ ho có các hoa văn rất đặc trưng. Họ rất ưa chuộng các màu nền là màu tối, màu trầm, đặc biệt là màu xanh và xanh đen. Trên một khổ vải, phụ nữ cơ ho thường tạo hai dải hoa văn hai bên mép vải, nhưng để làm được như vậy là rất khó. Người dệt phải rất am hiểu về bố cục, cách sắp xếp sợi ngang và sợi dọc. Người ta phải quy ước với nhau, phải trải bao nhiêu sợi màu này, màu kia thì mới tạo ra hoa văn như vậy. Điều này chỉ những người lành nghề mới làm được. Hiện nay, những người cơ ho có thêm những bộ trang phục hiện đại để phù hợp với hội nhập và còn tiện cho công việc. Từ đó, những bộ trang phục truyền thống ít được sử dụng rộng rãi trong cuộc sống thường ngày, nhưng trong các lễ lớn thì đồng bào vẫn sử dụng chúng như để tưởng nhớ về những nét văn hóa đặc sắc mà cha ông đã để lại. Những nét văn hóa tín ngưỡng của người cơ ho. Đời sống tín ngưỡng người cơ ho gắn liền với thiên nhiên núi rừng qua bao thế hệ. Họ tin rằng mọi thứ đều cần được quan sát và vận hành bởi những đấng tối cao. Vì vậy trong bất kỳ sự kiện gì thì họ cũng cần phải cùng bái để thần linh ban phước giúp mọi việc diễn ra suôn sẻ, không bị ma quỷ quấy rối. Nhất là sự kiện trồng lúa, người cơ ho cẩn thận tổ chức lễ hội theo từng giai đoạn để xin thần lúa, thần mưa giúp đỡ, đảm bảo mùa vụ thật tốt tươi. Như lễ gieo xạ lúa, lễ cúng dưỡng lúa, lễ mừng lúa trổ bông, lễ mừng lúa mới, lễ cầu mưa, vân vân. Tùy theo mức độ quan trọng của nghi lễ mà người cơ ho sẽ hiến tế trâu, lợn, dê hoặc gà cùng với rượu cho thần linh. Trong đó, lễ hội mừng lúa mới được cho là ngày lễ quan trọng của người cơ ho.
người Cơ Ho ở huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng thường tổ chức lễ mừng lúa mới vào khoảng tháng 12, thời điểm mà vụ mùa thu hoạch xong. Đây là lễ hội lớn và có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong đời sống văn hóa và tinh thần của bà con dân tộc địa phương. Theo phong tục của người Cơ Ho ở Di Linh, sau một năm làm việc vất vả, khi vụ mùa đã thu hoạch xong, lúa chất đầy kho, thì các bon của đồng bào Cơ Ho lại tổ chức lễ hội mừng lúa mới. Lễ hội này nhằm tạ ơn các thần linh đã phù hộ cho buôn làng có một vụ mùa bội thu. Lễ vật chuẩn bị cho lễ mừng lúa mới gồm hai cây nêu, một bàn thờ chính và một bàn thờ nhỏ nằm bên dưới chân hai cây nêu. Các nghi lễ được dân làng chuẩn bị chu đáo trước đó nhiều ngày. Tại nơi diễn ra nghi lễ, trên mỗi đỉnh cây nêu có treo một mảnh vải màu đỏ với ý nghĩa báo hiệu cho thần linh về dự lễ dân làng đang cúng cầu mùa, cầu sức khỏe, mong các vị thần chứng giám. Trên cây nêu còn có hình con chim cu, họ tin rằng khi chim bay lên trời thì có thể đưa lễ cúng đến cho ông bà tổ tiên. Văn học và thi ca của đồng bào Cơ Ho. Trong đời sống văn hóa xã hội vào thế kỷ 20, chữ Cơ Ho được hình thành dựa trên bảng chữ cái Latin. Tuy được áp dụng và cải tiến nhiều lần, nhưng chữ Cơ Ho tới nay vẫn chưa được phổ cập rộng rãi đến người dân. Mặc dù vậy, văn học và nghệ thuật của người Cơ Ho khá phong phú. Thơ ca đậm chất trữ tình, vũ khúc cổ truyền được trình diễn trong các lễ hội. Nhạc cụ truyền thống như cồng, chiêng, kèn ống bầu, đàn ống tre, trống v.v. tạo thành những dàn hòa âm hoặc độc tấu. Người Cơ Ho nói riêng vốn không có văn tự, nên khi muốn lưu giữ kho tàng văn hóa dân gian của dân tộc thì họ phải sử dụng lối văn truyền khẩu, nên các hình thức nói và kể thiên về văn vần và bắt đầu nghệ thuật âm nhạc của mình bằng lối hát nói. Trong đó Yan Yao hay bài kể chuyện xưa là một ví dụ tiêu biểu. Ngay cả khi khuyên nhau thì các bài luật tục cũng được trình bày theo thể hát nói. Một số nhà nghiên cứu tại tỉnh Lâm Đồng đã sưu tầm được hơn 400 truyện cổ tích, 30 trường ca và sử thi của người Cơ Ho. Trong đó có trường ca Gơ Pơ Long Còn Rồi dài hơn 6.000 câu. Trên đây là đôi nét về đồng bào Cơ Ho. Dân tộc này còn quá nhiều điều để nói với những nền văn hóa vật thể và phi vật thể vô cùng phong phú và bí ẩn của họ. Hiện nay, những nét đặc sắc về văn hóa của đồng bào Cơ Ho vẫn đang được nghiên cứu, nên hy vọng trong tương lai, những nét văn hóa đặc sắc này sẽ được phổ cập đến đại chúng để chúng ta có thể hiểu hơn về lịch sử cũng như con người đồng bào Cơ Ho. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.